Để tôi bắt nó lại. Thả cháu ra, thả cháu ra, thả cháu ra. Ru, bác Tobin, hắn sẽ làm gì bố cháu? Ta không biết, nhưng cháu phải quay lại, được chứ? Cháu phải nghe bác. Cháu phải nghĩ tới mẹ. Em bé sắp ra đời rồi. Cháu phải mạnh mẽ lên vì mẹ. Nghe bảo dạo này anh ta không chỉ bắt bọn chạy trốn mà còn giăng bẫy bắt chúng nữa. Bẫy? Ở đâu? Ta không biết, nhưng ta cũng muốn xí một phần.